Trong thời gian gần đây thì khán giả đang quan tâm cực kỳ nhiều đến Lối nhỏ vào đời và những cái cơ duyên đưa Quỳnh Lương đến với vai diễn này. Ở bên phim họ sẽ tổ chức một buổi casting, và casting là họ sẽ chọn lọc những cái người mà họ cảm thấy phù hợp nhất. Và bản thân Quỳnh cũng như mọi người phải dậy rất là sớm, từ 7-8 giờ sáng, xong chuẩn bị tới 9 giờ bắt đầu có mặt ở đài, rồi lấy phiếu xếp hàng như mọi người để casting. Và mình casting đến tận 3 lần, và ngày nào cũng phải chờ từ sáng đến trưa đến lượt mình để casting. Thì một ngày đẹp trời thì mình được nhận kết quả là mình sẽ được chọn cho vai Hoài đó. Thì mình nghĩ là lúc đấy mình chưa thực sự là chưa đọc hết kịch bản lắm nhé, bởi vì nó chỉ là một cái sơ yếu lịch về một cô gái thôi, một chút phân đoạn thôi. Mình được nhận thì mình cũng thấy khá bất ngờ, bởi vì trước giờ mình chưa từng làm phim về VFC bao giờ. Thế xong đến khi mà trong quá trình tham gia phim thì mình biết lý do, tại vì bản thân mình và Hoài sẽ có những sự tương đồng với nhau về tính cách, về sự trải đời, nên là mình đã được chọn cho vai diễn này. Vậy thì với Hoài trong Lối nhỏ vào đời thì Quỳnh Lương thích những cái điều gì ở nhân vật Hoài? Hoài rất là giống Quỳnh. Mọi người hỏi là diễn xuất thì mình có gặp khó khăn gì khi mình hòa nhập là Hoài không? Thực ra là mình có nói là thực ra Hoài với Quỳnh chỉ là hai con người khác nhau hai cái tên thôi. Nó chỉ khác nhau ở cái tên thôi, còn lại là ở trên một con người và trên cùng một cái tính cách như vậy. Nó có sự ngông, có sự cá tính riêng, có sự trải đời riêng, có cái sự bất cần và kiểu trông thì như thế nhưng lại không phải là như thế. Đấy, cái kiểu như thế, nên là mình khá thích Hoài. Như Quỳnh vừa nói là có ngông này, có cá tính, có mạnh mẽ. Nhưng bên những cái góc cạnh khác thì cô nàng Hoài trong phim này thì cũng tốt bụng này, cũng có những cái lúc trầm buồn và rất nhiều cảm xúc. Thì những lúc đó thì sao? Quỳnh Lương thể hiện như thế nào? Thì mình cũng vẫn là Quỳnh Lương bên ngoài thôi. Mình nghĩ là cái sự ngông này thường ấy, cái tính cách của một người nó sẽ hình thành bởi quá khứ, những cái gì mà người ta trải qua ấy. Thì cái sự mạnh mẽ hay cái sự ngông đấy bởi vì trong cái môi trường cô ấy làm việc, trong cuộc sống, trong môi trường sống cô ấy, nó cần cái sự ngông của cô đấy, nó cần sự mạnh mẽ của cô đấy để chính xác để cô ấy bảo vệ chính bản thân mình. Thế nên là ngoài những cái sự ngông mà cô thể hiện ra, tất nhiên cô cũng là một người mà ta từng trải và sẽ có những cái nỗi niềm riêng, có suy nghĩ riêng. Bản thân cô đấy đâu phải là cô đấy là người xấu đâu, đâu phải là cô người không hiểu chuyện hay không biết cái giúp đỡ người khác đâu. Chỉ là cái cuộc sống của cô đấy khiến cô đấy phải luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ và ngông thôi. Những cái tính cách nhân vật như vậy thì những cái bối cảnh này hay là những cái phân đoạn trong phim đôi khi nó sẽ đòi hỏi hơi khó một chút. Ví dụ là những cái cảnh quay nó sẽ hơi nhạy cảm này, như là có thể bị đánh này, dùng bạo lực này, hay là thậm chí là bị sàm sỡ vân vân. Thì có lẽ là những cảnh quay này với Quỳnh Lương thì đây cũng không phải là lần đầu tiên thể hiện đúng không? Nhưng mà bạn có gặp một cái trúc trắc hay gì đó không? Trong phim thì có cảnh bị đánh này, cảnh tạt nước hay cảnh sàm sỡ. Thực ra mấy cái đấy thì ở trên phim này thì lúc quay thì nó khá là nhẹ nhàng, khá là bình thường thôi. Thực ra những thứ mọi người thấy thì thực ra bên ngoài đời nó không đến mức như vậy. Nhưng có cảnh đánh thì chắc là lần đầu tiên mình tham gia một cảnh mà mình bị đánh hội đồng. Là kiểu nhiều người đánh vào ấy. Nhiều khi các bạn diễn không phải là cố tình đâu, không phải cố tình để đánh mình thật đâu. Nhưng mà lúc quay mà có những cái sự cố thì không thể nào biết được. Thì trong lúc mà cảnh quay cảnh bạo lực đó thì gần như là mình bị đánh thật. Ba người cùng đánh thì mình có thể né được người bên phải, nhưng mà lúc đấy mình sẽ ba người bên trái chẳng hạn. Thế lúc đấy thành ra là cái cảnh mình đánh thật luôn. Mọi người lại nhắc đến rất là nhiều những cái hình ảnh của Quỳnh Lương trước đó, trong những cái bộ phim trước đó. Thì theo Quỳnh Lương thì cái vai diễn Hoài này có những cái điểm gì khác so với những vai diễn khác mà bạn đã từng thể hiện? Tham gia không phải là ít đâu, nhưng mà kiểu có hai cái dự án mà mình nghĩ là sẽ bị nổi trội nhất và mọi người hay nhắc. Thứ nhất là Gái Ăn Đô hay là Phim Bây Giờ. Thì hai cái thì cũng là một hai cô gái trong Gái Đang Chơi, nhưng mà ở Hoài thì cái môi trường của cô ấy làm việc nó sẽ phức tạp, nhưng bản thân cô ấy luôn có chứng kiến riêng và luôn gọi là không đánh mất mình vì đồng tiền. Còn cái vai diễn trước đó thì hơi vì đồng tiền quá, hơi bất chấp quá, hơi ấy. Nói chung cả hai cái đều là hai cô gái khá là ngông, một tính cách riêng, một đều là bất cần đời, nhưng một cái thì bất cần đời trong là tiêu cực, còn cái ở cái Hoài thì là bất cần đời nhưng mà là tích cực. Quỳnh Lương có nghĩ rằng là sau những cái vai diễn như vậy thì bạn sẽ dễ bị khán giả, tức là vừa là nhận diện hay là gắn mác vào những cái nhân vật như vậy hay không? Thực ra mình không nghĩ là không dễ đâu, mà mọi người đang gắn mác rồi. Không hề dễ chút nào. Kiểu bây giờ mọi người nhắc tới mình trong cái vai Gái Ăn Đô nhiều quá rồi. Lúc nào mọi người sẽ nghĩ là mình là một gái làng chơi, xong rồi nhiều khi có những comment của mọi người trên comment của mọi người đôi khi là có một comment vui thôi, nhưng mà có một số người họ sẽ không hình dung được cái comment của họ là đang hơi tác động với mình.
nhiều cái comment vui, họ nghĩ là vui nhưng mà những cái lời nói của họ mang tính sát thương và tính mình nó có thể hơi quá, hơi mang tính sỉ nhục. Nhiều khi mình nghĩ là cái việc mình diễn để họ nhớ tới mình trong vai diễn đó là một thành công, nhưng mà có nhiều người họ đã không ý thức được những cái việc họ đùa, hay là có thể là cái suy nghĩ họ thật nhưng mà họ bị đánh giá cái con người thật của mình thông qua vai diễn và nghĩ đấy là mình thật. Nhưng mà có lẽ với Quỳnh Lương thì Phương thì thấy rồi, kể cả ở ngoài thì bạn cũng vẫn mạnh mẽ như vậy, nên Phương thì tin là nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá là nhiều đến cái quá trình mà bạn cố gắng cho những vai diễn. Và cũng giống như Hoài trong vai diễn này thôi, có những cái chi tiết Phương thì thấy rằng là lúc nào cô Hoài này dù là ngông hay mạnh mẽ nhưng mà vẫn luôn luôn bảo vệ cho cậu em Dũng của mình. Liệu có đâu đó trong cái bộ phim này những cái cú twist hay là những cái lý giải vì sao mà luôn luôn có những cái sự như vậy không? Hãy bật mí một tí. Có một sự thật là mình đang không nhớ mình theo dõi tập bao nhiêu rồi nữa. Mình đang kiểu mình theo dõi nó rất là, nên mình không biết bao nhiêu nữa. Bây giờ nếu mà mình chia sẻ spoil cái thứ thì cái này chắc mình phải giữ bí mật, phim nó sẽ có rất nhiều điều bất ngờ. Nên là mọi người cái bất ngờ này chắc chắn là phải dành cho khán giả. Dành cho khán giả. Chúng ta biết bộ phim này với những cái nhân vật và những cái mối quan hệ giữa những nhân vật là có mối quan hệ nó hơi khác nhau một chút này, về hoàn cảnh sống hay là về tính cách. Ví dụ như là giữa Hoài với Dũng thì cũng khác rất nhiều này, hay là giữa Dũng với bác Thành xe ôm này, thì theo Quỳnh nhá, mình sẽ nói về cái cảm nhận cảm quan về cái bộ phim này thôi. Điều gì đã gắn kết họ, những nhân vật như vậy trong bộ phim này? Trong phim, từ đầu phim cuối phim thì mình sẽ không bao giờ gặp bác Thành. Nhưng mà mình nghĩ là ở trong cuộc sống của mỗi người sẽ ai sẽ có một cái nỗi niềm riêng, có một cái khó nói. Khi mà mình có gặp một cái chuyện gì đó, hoặc mình có một cái gì đó khó nói mà mình gặp một người mà họ có thể lắng nghe được, họ đồng cảm được cái sự lắng nghe của đối phương. Ví dụ như Dũng có thể lắng nghe được câu chuyện của Hoài, hoặc là Hoài thì lắng nghe câu chuyện khó nói của Dũng. Hay bác Thành thì có những câu chuyện về gia đình bác Thành mà bác Thành có thể chia sẻ với Dũng được, Dũng có thể chia sẻ với bác Thành được. Thì mình nghĩ là ở đây nó là cái sự cảm thông lẫn nhau. Vậy thì với Quỳnh cũng như là với ekip đoàn làm phim thì theo Quỳnh đâu là cái thông điệp ý nghĩa mà mọi người thông qua những nhân vật muốn truyền tải với bộ phim này? Ví dụ như ở mình thì mình cái thông điệp mà mình thấy ở phim ấy, nó có nhiều cái lắm. Tức là có thể đừng bao giờ đánh giá một người về ngoài. Ví dụ như kiểu anh bố của Dũng là anh Hoàng, khi nhìn Hoài ấy, đánh giá Hoài là một người rất là tệ hại, nhưng mà thực ra cô ấy đâu như vậy đâu. Thì mình nghĩ là cái thông điệp ở trong phim khá là nhiều, với thông điệp về gia đình con cái là bạn, ví dụ như cha mẹ cần toàn quan tâm con cái mình nhiều hơn. Hay ở Bắc Thành thì sẽ là kiểu con cái thì nên gọi là đặt cái suy nghĩ và nghĩ đến bố mẹ, hay nghĩ khó nói bố mẹ nhiều hơn. Vậy thì thông suốt cả cái quá trình làm phim đến bây giờ thời điểm hiện tại đi, khi bộ phim vẫn chưa kết thúc đi, Quỳnh Lương thích cái phân cảnh nào nhất? Bật mí một chút với khán giả. Thì mình nghĩ là cái phân cảnh mà mình thích nhất đó là ở cuối phim, là Hoài sẽ đưa Dũng về thăm nhà của mình. Tưởng tượng về cái bối cảnh đó thôi cũng đã thấy rằng là sẽ là một cái Quỳnh Lương thật khác, một Hoài thật khác khi mà đối diện với câu chuyện của chính mình này, với cậu em Dũng. Và khác như thế nào thì quý vị khán giả cũng hãy theo dõi nhé, đúng không? Thế còn là về tương lai đi, chúng ta nói một chút về những kế hoạch của Quỳnh. Quỳnh bây giờ Quỳnh cũng đang có 1-2 dự án phim truyền hình vai chính. Nhưng khá là may mắn, mình cảm thấy là mình là một người khá may mắn, mặc dù diễn xuất khá non kém, nhiều khi cũng không phải là có quá nhiều lời khen, nhưng mà mọi người vẫn đang dành cho mình một cái sự ưu ái của vai chính, nên mình thấy cũng khá ok. Cảm ơn Quỳnh Lương rất nhiều vì ngày hôm nay đã chia sẻ một cách đầy năng lượng như này. Chúc Quỳnh Lương sẽ rất là nhiều sức khỏe này và tiếp tục thành công như thế. Cảm ơn Thúy.